Dạ vâng, mến chào quý anh chị em, chào mừng quý anh chị em quay trở lại kênh Xe Đẹp giá rẻ xe đẹp nha. Thì ngày hôm nay em sẽ lên cho anh em một số mẫu xe form cũ nè, từ đời 2008 đến 2014. Giá thành thì vừa phải, từ 155 cho đến 200 mấy chục triệu cho quý bà con mình có sự lựa chọn nè. Để cho bà con tầm thấp có thể mua được xe, tiếp cận được xe. Đấy, kênh Xe Đẹp giá rẻ Bình Dương ngày nào cũng về thêm nhiều mẫu xe mới cho quý bà con lựa chọn nè. Đây là bãi xe số 2 của em, là chuyên để những dòng xe từ tầm 150 đến 200 trên 300 cho quý bà con mình lựa chọn ha. Thì hôm nay em sẽ lên mẫu Innova 2014 quý bà con ơi, xe khởi nghiệp nè. 2014 61E 67 672 33 màu trắng nha quý bà con nha. Chiếc này bên em bán với cho bà con với cái giá cực kỳ mềm quý bà con, chỉ hơn 200 thôi. Bên em bán là đúng đời đúng phơm nha quý bà con ha, không có vụ mà bên em không bán xe nâng phơm xuống phơm gì luôn nha bà con nha. 2014 xe cực kỳ mềm luôn nha. Đấy, xe cực kỳ mềm, giá cực kỳ êm cho quý bà con mình về khởi nghiệp nha quý bà con ha. Đấy, xe này bên em chào bán với giá là chỉ có là 245 triệu thôi quý bà con ha. Đấy, quý bà con 245 triệu đến xem xe là có bớt, có thương lượng lọc lá cho quý bà con nhà mình luôn. Đấy, quý bà con nhanh tay bắt máy alo lên. Đấy, số điện thoại 0972147247. Một chiếc xe khởi nghiệp cho quý bà con luôn nha, 2014 đời cao nha, đăng kiểm tới tháng 10/2024 ha. Đấy, chiếc này thì em để cho quý bà con là 245 triệu để cho bà con khởi nghiệp nha. Đấy, rồi 245. Rồi tiếp theo là một mẫu xe Innova đời cũng khá là cao, đăng kiểm là đăng kiểm 1 năm mà dốt giá tiền thì hôm trước em quay là 156 triệu, hôm nay em sẽ hữu duyên bớt cho quý bà con 5 triệu 6 triệu luôn, chỉ còn 150 triệu thôi, đời 2008 ha. Còn chiếc này thì đời 2008 thị trường nó bán, có người bán 160-165 thì bên em đổi được xe tốt thì đổi giá tốt, hôm nay khuyến mãi cho bà con 6 triệu luôn, chỉ còn có 150 triệu ha. 2008 61K221539 tên chính chủ, xe mâm đúc đầy đủ hết luôn quý bà con. 208 nha, Innova 208 chó đèn mới nha quý bà con, đăng kiểm là đăng kiểm 1 năm, vừa trải qua kỳ đăng kiểm mới rồi. Đấy, bà con đi thoải mái, full phim cách nhiệt nha, xe rất là đẹp luôn quý bà con, 150 triệu thôi, bớt 6 triệu. Đấy, màn hình Android, kem lùi kem hành trình, vô lăng 4 chấu rất là đẹp ha. Đấy, hệ thống full xe là hệ thống gương kính điện nha quý bà con nha. Đấy, mâm là mâm đúc nè, mâm đúc nha, xe rất đẹp luôn, chỉ có 150 triệu bằng một chiếc Kia Morning thì quý bà con 8 chỗ ngồi, có thể là kinh doanh dịch vụ cho thuê tự lái một ngày cũng được 700-800 ngàn. Nói chung là số tiền mình bỏ ra thì mình lấy lại vốn cũng khá là mau, quý bà con cân nhắc ha. Đấy, bảo hành máy móc cho bà con là 12 tháng sử dụng nha. Và đây là mẫu Innova 208 nè quý bà con, biển 68 nè, cũng 208 nhưng chiếc này là form mới, giá nó nhỉnh hơn một tí, hơn 2 đồng bà con ha. Đấy, tiền này của đó quý bà con à. Đấy, thì form mới nó hơn tiền thôi, chức năng thì máy móc và vận hành thì như nhau, có gì đâu, bình thường hết. Đấy, 208. Đấy, con này là bản G, con kia là G Full G, thì chiếc này là hơn 200, cụ thể là 220. Đấy, bà con có tới xem xe là có bớt, có thương lượng lọc lá cho bà con. Bên em hôm nay lên làm clip tổng hợp báo xe giá rẻ cho quý bà con. Xe là cũng màn hình Android, kem lùa kem hành trình. Nói chung là xe bên em là chiếc nào cũng lên full đồ chơi hết á, màn hình Android 9 inch thế hệ mới nhất cho quý bà con luôn. Đấy, 252 đi nha. Rồi, và đây Innova 208 số tự động, biển 60K 265 9 5 ha. Số tự động thì nói chung là nó giá tiền nó phải cao hơn, tại vì nó giống như tay ga xe số thưa quý vị, mức tiêu hao nhiên liệu chắc chắn nó phải heo hơn một tí rồi, cũng như xe ga và xe số mà, có gì đâu. Đấy, quý bà con thích đi dòng nào thì đi. Đấy, chiếc này thì bên em chào bán là 265 triệu ha. Đấy, tới xem xe thì cũng có lọc lá, có bớt cho quý bà con. Nói chung là xe bên em là chiếc này cũng có bớt, có lọc lá nha. Quý bà con tranh thủ tới xem. Đấy, ưng được mẫu nào thì bớt cho mẫu đó. Rồi, 208 rồi, 2,
Bây giờ tới 215, 212. À, mẫu này trước đây 212 51A B4227 212 thì cái từ cái đời 212 này nó có hai bản, bản trung và bản đủ nha. Còn cái bản G là cái bản nó hiếm, nó lâu lâu mới gặp quý bà con, tại vì đời nó hết sản xuất rồi nha. Đấy. Con này thì bản đủ nó sẽ dao động là rơi vào giá từ 207 đến 208 nha quý bà con nha. Đấy, tùy về cái chất xe, đấy, tùy về cái km chạy nhiều chạy ít đồ nữa quý bà con. Đó. Vô lăng nhìn khá là đẹp nha. Đó, quý bà con nhìn nè. Vô lăng cụ số màn hình. Đấy, trần 3D. Đấy. 2012 nha quý bà con nha. Đấy, xe nhìn khá là bén nha quý bà con. Biển Sài Gòn. Con này là máy số rin. Đấy, máy số rin. Máy số rin 2012. Đó. Bạn đủ xe rất là đẹp luôn. Đấy. Chiếc này thì bên em cho bà con là 275 triệu bớt 5 triệu. Thì nói chung là trong bãi xe này cũng không phải là xe của một mình em, cũng rất là nhiều anh em. Cho nên nhiều lúc em báo giá nó bị lên 5 triệu xuống 5 triệu gì đó là bà con cứ đến xem xe rồi mình sẽ thương lượng cái giá cho nhau. Chứ tại vì nhiều lúc xe anh em mua về thì em cũng không cập nhật được kịp. Tại bãi xe là cũng nó thật sự là cũng có vài anh em làm chung chứ không phải là cũng riêng mình em nha. Innova 2015 là bản đủ luôn. 61K1388B hôm trước em có quay, hôm nay em báo giá lại. Chiếc này là 329 triệu thì hôm nay em sẽ khuyến mãi 4 triệu cho quý bà con, còn 325. Đó là theo mong muốn của chủ xe. Đấy. 2015 E bản đủ nha. E bản đủ nha quý bà con nha. Xe full đồ chơi, ốp mẹ chrome, ghế da, đấy. Vô lăng, màn hình cam lùi full. Xe này thì sẽ được bảo hành máy móc 12 tháng cho quý bà con. Bởi vì xe bản đủ quý bà con cứ yên tâm đi, chất lượng là tuyệt vời. Xe đây là cuối 2015 thì nó sẽ có xi nhan gương tay thỏ, bà con lưu ý nha. Đầu 2015 thì vẫn là mâm của 2014, mâm hoa mai, xi nhan bên hông. Nhưng cuối 2015 thì nó sẽ quay cái form này. Đồng hồ là nền trắng kim đỏ, mâm hoa mai, mâm phay xước, xi nhan tay thỏ nha bà con. Đấy. Cái này là 2016 luôn, form 2016 đó. 325 triệu thôi. Quý bà con nào hợp màu vía màu đen thì có con này biển Đồng Nai. 207G xe đẹp. Chiếc này là bên em chỉ bán là 207 triệu, 207 triệu cho cái sản phẩm này. Xe thì bản G thì nó nhỉnh hơn một tí, cách vài chục đó bà con, nói chung là tầm 50-60. Đấy. Xe thì full đồ chơi, máy móc thì như nhau, vận hành thì như nhau, của bền thì tại người. Đấy. Ví dụ quý bà con đi mà bây giờ đi mà xe xịn mà không thay nhớt, không thay nước thì nó cũng hư thôi. Tại vì nói chung là của bền tại người nha bà con ha. Mua về thì mình chủ yếu là mình bảo dưỡng chăm sóc, đi 3.000 cây là thay nhớt nước là không có chiếc xe nào hơn luôn. Giá thành thì phải chăng. Đấy. Quý bà con thì alo, bên em nhận thu mua trao đổi cầu cát tất cả các dòng xe luôn, từ 4 đến 7 chỗ nha. Cứ alo trực tiếp số điện thoại là 0972 147 247. Xem xe tại đường Hai Bà Trưng, thành phố Giang, tỉnh Bình Dương, cứ đến là sẽ thấy salon của em thôi. Rồi, hẹn gặp lại quý bà con ở những video clip tiếp theo nha.